Lý thuyết bảo này, đầu tiên chúng ta phải nắm được đồ thị hàm y bằng ax cộng b với a khác không là gì. Đầu tiên, đồ thị hàm y bằng ax cộng b a khác không, các em chú ý cho thầy, đó là một đường thẳng. Cái khẳng định này rất quan trọng, tức là khi em vẽ đồ thị lên thì phải đúng đó là một đường thẳng, nhớ cho thầy nhá. Vậy đường thẳng này có những đặc điểm gì? Đầu tiên, nó sẽ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. Tung độ bằng b đây, y bằng ax cộng b, tức là đồ thị này sẽ cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng b. Đặc điểm thứ hai, nó sẽ song song với đường thẳng y bằng ax. Nếu b bằng 0 là đường thẳng trùng với y bằng ax. Đường thẳng y bằng ax các em đã được học ở chương trình đại số lớp 7. Đúng không nào các em? Vậy bây giờ để thầy chứng minh cho điều này, thầy sẽ thử vẽ cho em một đồ thị hàm bậc nhất xem nó có đúng tính chất này hay không. Bây giờ thầy sẽ cụ thể hóa ví dụ như thế. Y bằng, thầy có y bằng 2x cộng 4. Bây giờ muốn vẽ được này, giống như chương trình của lớp 7, chúng ta sẽ lập một cái bảng giá trị. Nào, thầy lập một bảng giá trị như sau. Bảng giá trị này gồm có hai giá trị. Một là x, hai là y.